Tài xế của anh Khánh hồi chiều qua em Khang nhá. Kia 7 chỗ Khang về nhá. Rồi nha. Em xem ở showroom còn con xe nào mà tầm 10 chỗ trở lên không? Tại vì team anh ở thời điểm hiện tại thì hơi đông người, đi xe 7 chỗ thì nó sẽ hơi chật đấy. Anh đang muốn một chiếc xe hơn 10 chỗ mà nó phải đảm bảo về cái việc là nó không chỉ là cái phương tiện di chuyển bình thường mà nó còn là một cái xe có cái ngoại hình phải thật là bắt mắt, làm cho mọi người choáng ngợp mỗi khi mà tụi mình đi đâu. Hiểu ý mình nói không ạ? Xe rồng. Xe rồng là xe gì mọi người? Xe rồng đấy á? Là sao nữa? Bro. Ủa? Hay là không phải? Ôi cái gì Pháp Plus rồi? Gaming House của Gam ở Cityland Gò Vấp tới sang như Ngọc An Giang đi vào mùa sau xuân 2020. Đây ra bản đồ thế giới. Lũng tiền. Ê anh em ơi, đây ra bản đồ thế giới nghĩa là sao? Nghĩa là nó sẽ không có đủ tiền. Nó về nó bán bản đồ thế giới là không có đủ tiền mua đồ ấy rừng. Nghĩa là sao? Đi ăn cây flatback. Ê, nó áp cả cho team bên kia đầu hàng không? À không, nó bán đồ ấy rừng nữa. Bán đồ kìa. Tới resort bên em free xe điện lẫn xe máy cho mình đi tham quan núi Cấm và các địa danh lân cận nhé A Khánh. Thôi, Giang anh không đi tham quan núi Cấm đâu. Họ cho phép thì mình đi hay mình không đi Cấm đâu. Họ cấm mình không đi nhá. Nhìn mình vậy thôi chứ mình tuân thủ pháp luật lắm. Họ cấm mình không đi anh em ơi. Đi rừng farm bằng thời gian, sương sương gác bên kia 40 lính thôi. Mình 52, họ 12. Họ bây giờ farm được 33 ấy, khổ chưa. 6 phút mà đã nâng cấp trừng phạt to rồi. Ê, nhưng mà hệ thống red game thật là đáo đẻ anh em ơi. 58 mình là 7 bãi, 7 bãi là 5. Hệ thống XP của red game thật là đáo đẻ, giúp cho Diana bây giờ đã gỡ được lại về kinh nghiệm. Không có bị thua kinh nghiệm nữa. Rồi, lên lộ mạng này. Ê. Quạp. Đây na hết giờ rồi làm gì á? Bạn tưởng bạn sống ư? No. Thôi em Huy chết rồi chứ. Cắt tanh cho tôi rồi tôi vào luôn đó anh em ơi. Hồi xưa anh gì trùng kết vui nhầm đôi giày giờ vô tin GB luôn R đó A mặt cười. Cái đấy chị ơi, đi dừng cái kiểu gì ấy, vừa ăn sâu xong đi ăn top lại có hai mạng đang chờ ạ. Ê sao gì dễ dữ vậy? Ôi, ông không farm à? Ấy, quên lính đâu hết rồi. Con Savannah được cái này này anh em ơi. Bây giờ mình xanh đúng không? Mình cứ rờ ra mít ra mình rỉa máu các thứ á. Cứ vậy thôi. Chỉ là giết luôn. Có Diana giết Diana luôn. Ê! Đặc quyền của người xanh sao? Ê, giết luôn AD luôn. Ờ, giết súp. Levi có tích xanh đã rescan 5.000 đồng. Cho em hỏi anh về Bắc Ninh là anh ngồi ghế phổ thông, thương gia hay anh đi phi cơ riêng vậy anh? Anh đi phổ thông em ạ. Trên VZ mình được như mấy FCK, FPL đủ có thương gia đủ không? Có thì đi. Trời ơi. Không sao. Chuyện đâu vẫn còn có đó em ơi. Một mà hạ gục không có nghĩa lý gì cả. Tí mình sẽ lấy lại. Phải sách, không sao anh em ơi. Đừng nhìn những con số. Tập trung vào những con số khác đi. Ví dụ như là 162 chỉ số lính này, level 11 này. Mà tập trung vào những thứ khác đây anh em ơi. Đừng nhìn vào số sách nữa. Đấy, anh em ơi. Chắc vừa kéo rồi.
Đau 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 đau. Có một sự thốn anh em nhá. Chết thai. Sát chiều hồi mấy dai, lên lúc nào trả được anh em. Lại có số rồi nè. Trời ơi, quýnh. Không tôi biết là chết nha bộ. Mạng về, mạng về. Mạng về, mạng về, mạng về. Đấy, anh em ơi. Rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, yếu, hết rồi, yếu, hết rồi, yếu, hết rồi, là yếu, hết rồi, là yếu. Cảm ơn bé Smet nhá. Hello AH, cảm ơn em. Qua xem like AH, bán áo cam thường mà nhìn đẹp trai ác. Person AH tính chính hộ em cô phải ekip của AH, em fan có tí kênh chat cơ em ekip. Anh đình chính bé Smet không phải ekip. Nhưng mà bé Smet khen ác quá, đừng khen như thế nữa, bị ngại ấy. Mày tưởng mày ra đây là mày có thể... À, nhìn là mày xác định là mày chạy và mày kéo theo đồng đội mày chết theo. Không muốn chạy một mình nhưng mà kéo theo đồng đội chết theo. Ấy không muốn chết một mình. Thấy thằng Huy nó bắn mình là thấy nó muốn chết theo đó. Đâu rồi? À. Rồi rồi rồi. Còn tốc biến hay không? Còn tốc biến hay không? Không chết nhở? Quay đầu nhìn trông quay đầu kỳ thế. Châu Lê đã winscan 5.000 đồng. Nhìn tên F nó mới hiểu sao ảnh được tới 25 số. Gì á? À đây nó là Pachiro mà. Cái mày dừng bên kia quên không mua đồ thôi. Hên cái mày dừng bên kia quên không mua đồ.